của Vinaphone. Happy 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 birthday, một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ hướng về màn hình xem ba thí sinh giới thiệu về họ. 25 tuổi vẫn còn nai, 30 tuổi râu đã dài, 36 tuổi cây hài xứng danh. Xin chúc mừng sinh nhật Văn Trung. Thí sinh thứ hai, tuổi 19 điểm khác cao, tuổi đôi mươi sức đẻ trèo cao là thường. Ôi giờ sao quá chán trường, tay bồng tay bế dáng mình còn đâu. Xin chúc mừng sinh nhật Kim Phụng. Thí sinh thứ ba, yêu mẹ mặc áo cùng màu, đùa vui đám bạn, bể đầu như chơi. SEA Games áo đỏ đầy đường, biển xanh gào thét, phải chào thua em. Xin chúc mừng sinh nhật Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ. Chúng ta sẽ giao lưu với ba thí sinh trước khi bước vào cuộc chơi. Chào bạn. À, chào anh. Rất lâu được gặp lại bạn. À. Một diễn viên hài, một đạo diễn cũng đang khẳng định mình với những đoạn video clip ca nhạc. Yeah. Anh được đồng nghiệp gọi anh là Trung Lùng. Cho xin mình đính chính là mình tên là Nhật Trung, mình làm nghề diễn viên. Mặc dù mình không thích cái tên Trung Lùng tí nào cả, nhưng mà thực tế là ngoại hình của mình bị lùng nên cuối cùng mình đã chấp nhận mình tên là Trung Lùng. Và tên Trung Lùng dễ thương, không sao cả. À, vậy hả? Không có gì cả mà ai bây giờ nói Quyền Linh Lùng mình cũng chịu. Miễn sao mình dễ thương là được rồi. Đúng không bạn? Dạ. Bạn vừa là diễn viên mà bây giờ trở thành đạo diễn nữa. Dạ. Bạn có kỷ niệm nào vui hay buồn buồn trong lúc mà làm đạo diễn không? Cái kỷ niệm mà làm đạo diễn để mà thị phạm á, thì Trung nhớ có một lần đó là anh diễn viên này ảnh cái cảnh action, thì Trung muốn cái anh diễn viên nó đứng ra để cho một diễn viên bay tới tạp của trong ngực của ảnh. Trung muốn cho nó mạnh á, thành ra thực mình muốn tả thật luôn. Thì rồi mới bảo vệ cho anh ta ngay cái ngực đó nha, có độ bảo vệ luôn. Nó quay mười mấy test lần, cứ mỗi lần mà chuẩn bị diễn là anh né hình, anh lo né rồi đó, sợ. Đúng rồi. Cuối cùng Trung tức quá, Trung nói là mày tránh ra đi, mày coi tao nè, bây giờ đã tối rồi, bây giờ mày hoài, mày không biết chừng nào mới xong được, mày coi tao thì phạm thôi, anh em mày chịu khó mày đứng dậy coi đó, đạp cái bạch. Rồi Trung nằm im luôn. Thấy chưa, trước khi mình làm cái gì mình kêu ta làm gì mình làm thử đi, mình thấy khó khăn mình đừng cho ta làm. Thì đó, sau cái chuyện này rồi thì Trung mới hiểu là trước khi anh bắt người khác làm, mình phải đặt vị trí mình ở vị trí người ta, thử mình có làm được hay không. Đúng rồi, người ta. Và hôm nay bạn đến phim trường với ai? Một mình và tất cả khán giả yêu thích bạn. Xin cảm ơn bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn và chúc bạn có những vai diễn và những tác phẩm thật hay. Dạ, cảm ơn Quyền Linh ạ. Xin chào chị Kim Phụng. Chào anh Quyền Linh. Chào chị làm nội trợ. Dạ đúng. Nội trợ thì lúc nào cũng xem TV. Dạ. Chị đã theo dõi xin chúc mừng sinh nhật bao nhiêu lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Và hôm nay có cơ hội ngồi lên đây. Dạ. Chị hôm nay chị đến chương trình cùng với ai? Hai chị với lại hai con. Hai chị với hai con. Chúc chị thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn. Xin chào bạn. Chào anh ạ. Một cái tên rất là ấn tượng, Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ. Tên bạn rất giống như một diễn viên cải lương, một ngôi sao cải lương. Vâng, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Thanh Kim Huệ. Bạn có biết tại sao, lý do nào bạn có cái tên như vậy? Dạ, chắc tại bố em thấy tên của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ hay nên thích thì đặt cho con gái mình thôi. Có nghĩa là gia đình rất thích cải lương, rất mê cải lương. Dạ, chắc không hẳn, tại vì nhà em ở ngoài Bắc nên cải lương không gần lắm. À, dạ. Đây là một sự vô tình. Dạ, vô tình. Mà bạn có biết hát cải lương không? Dạ không. Không biết hát. Và chắc chắn cái tên Thanh Kim Huệ là rất nghệ sĩ. Và tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết hát. Và hôm nay trong ngày vui của bạn, bạn sẽ hát tặng cho khán giả một bài nào đó, được không ạ? Chắc khán giả nghĩ thế nào? Dạ được ạ. Khán giả đã vỗ tay, có nghĩa là chúng ta không có lời từ chối. Thường em hay đi hát, đi ca với các bạn của em thì em hay chọn bài đầu tiên là bài Bóng Mây Qua Thềm. Bóng Mây Qua Thềm. Dạ. Xin mời bạn. Vì nụ cười đó mãi như hoa quỳnh, vì một làn tóc mãi như mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi, từng chiều bao anh đắm say. Hôm nay bạn đến chương trường với ai? Hôm nay em có bà ngoại em và cùng các bạn cùng lớp của em. Gia đình của bạn và các bạn của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng.
Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với vòng 1 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Và cũng như thường lệ, ba thí sinh sẽ tham gia trả lời 3 câu hỏi. Đó là những đoạn video clip vì các vị khách mời của chúng ta. Nếu như đoán đúng số tuổi của ba vị khách mời ở 3 câu hỏi, chúng ta sẽ nhận được mỗi câu hỏi là âm 5 điểm. Đầu tiên thì chương trình sẽ tặng cho ba thí sinh, mỗi thí sinh âm 5 điểm. Chúng ta bắt đầu chương trình với 3 câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 bắt đầu. Để khi lệ rơi, ta lại thấy nhiều ngày qua. Xin chào tất cả các bạn. Kiệt Quyên rất là vui khi được tham gia trong chương trình Chúc mừng sinh nhật. Bạn ơi, Quyên có một câu hỏi được dành cho tất cả các bạn nha. Các bạn có thể đoán xem Quyên năm nay bao nhiêu tuổi không? Ca sĩ trẻ Kỳ Phương Nguyên, một ca sĩ rất là sáng tạo và năng động trong tất cả các dòng nhạc. Và hiện nay, bạn đã tạo được tên tuổi của mình ở giới tuổi teen rất là cao. Chúng ta đoán xem ca sĩ trẻ Kỳ Phương Nguyên bao nhiêu tuổi. Và xin mời khán giả chúng ta hãy đưa ra dự đoán ạ. Dự đoán là bao nhiêu? 22, 24. Ở bên kia 25, 21, 22. Rất là nhiều ý kiến. Thanh Kim Huệ 22, Kim Phụng 20, Nhật Trung là 21. Chúng ta hãy hướng về màn hình xem ca sĩ trẻ Kỳ Phương Nguyên là bao nhiêu. Hồi nãy giờ chờ đợi các bạn đoán tuổi Phương Nguyên cũng quên mất. Thôi Phương Nguyên bật mí luôn nha. Hôm nay Kỳ Phương Nguyên 19 tuổi. Rất là trẻ, ca sĩ trẻ mà. Đây là ca sĩ tuổi teen rất là yêu thích. Mới làm nóng máy chút xíu thôi, chưa có gì cả, chưa vấn đề gì xảy ra cả. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Cô ca sĩ có giọng ca mượt mà sâu lắng, Bích Tuyền là một trong số ít ca sĩ hát thành công thể loại nhạc dân ca. Xin hỏi Bích Tuyền năm nay bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Bích Tuyền, một ca sĩ chuyên hát nhạc dân ca. Giọng của ca sĩ Bích Tuyền rất là trữ tình và ấm áp. Năm nay ca sĩ Bích Tuyền bao nhiêu tuổi? Chúng ta hãy nhìn kỹ đi rồi đoán xem bao nhiêu khán giả sẽ là bao nhiêu tuổi ạ? 26, 36, 21, 19 tuổi. 19 là 25, 27. Vẫn là số cách biệt không xa lắm. 25, 26, 27. Ca sĩ Bích Tuyền bao nhiêu tuổi? 29. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Xin chào quý vị khán giả chương trình Chúc mừng sinh nhật. Mình là Thảo Trang. Xin đối các bạn thí sinh là năm nay Thảo Trang bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Thảo Trang, ca sĩ của Việt Nam Idol. Một cái tên rất cũng quen thuộc với chúng ta. Ngoài tên đó, ca sĩ Thảo Trang còn cái tên rất ấn tượng, đó là Xấu Lạ. Xấu lạ nhưng mà dễ thương. Thí sinh Việt Nam Idol thì cũng rất là nhỏ tuổi. 23. Bên kia 22. Cuối cùng cả ba thí sinh đều chọn số tuổi là 21. Để xem Xấu Lạ, một cái tên đặc biệt, Thảo Trang là bao nhiêu? Sao rồi, các bạn đã đoán được tuổi của Trang chưa? Và xin bật mí với các bạn là năm nay Trang được 21 tuổi. Wow. Chúc mừng các ba thí sinh, rất chính xác. Nếu như ở vòng 2 mà các bạn chính xác như vậy nữa thì quá tuyệt vời luôn. Cả ba người đều 21. Sau khi kết thúc vòng 1, chúng ta xin chúc mừng cho hai người có số điểm ngang nhau, đó là bạn Nhật Trung và chị Kim Phụng. Hai người có số điểm thấp nhất, chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 2 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Và ở vòng 2 này sẽ chọn ra một người đến với vòng đặc biệt. Ai sẽ là người có cơ hội nhận 50 triệu đồng đây? Ở vòng 2 này, nếu như thí sinh đoán chính xác số tuổi của các vị khách mời, chúng ta sẽ được âm 10 điểm. Chỉ cần đoán đúng một lần thôi, chúng ta có khả năng giành 50 triệu. Rất quan trọng ở vòng thi này. Hai câu hỏi bắt đầu. Câu hỏi số 1. Hình này là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chụp giữa người yêu thân thương của mình. Vậy Hồ Hoài Anh yêu cô nàng nào đây? Đó chính là ca sĩ Lưu Hương Giang. Xin hỏi chụp hình này là bao nhiêu? Ca sĩ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cộng lại là bao nhiêu tuổi?
ta sẽ đưa ra suy luận là bao nhiêu tuổi. Xin mời quý vị. 55, 52, mấy à? Số mấy? Số đẹp nhất là số 52, 55. Bà thí sinh hãy đưa ra quyết định của mình. 50, 54, 55. Kết quả là bao nhiêu? Hơi căng thẳng đây. Cố gắng tập trung vào hết sức mình vì đây là cơ hội cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng, cơ hội cuối cùng ở vòng 2. Ai sẽ bước vào vòng đặc biệt? Quên nữa, còn vụ này nữa chứ. Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Ngân Tuấn đến chương trình chúc mừng sinh nhật. Không có gì hơn, Ngân Tuấn xin ra câu đố cho quý vị khán giả. Đây là bà xã của Ngân Tuấn. Đây là công chúa của Ngân Tuấn, Linda. Vậy chứ, đố quý vị khán giả, tổng số tuổi gia đình của Ngân Tuấn là bao nhiêu? Nghệ sĩ cái lương Ngân Tuấn và gia đình, chúng ta thử đoán xem, bây giờ phân tích xem. Bây giờ Việt Trung có thể phân tích cùng với Quyền Linh. Ngân Tuấn năm nay khoảng bao nhiêu? 39 hoặc 40. Bạn của em mà, bạn em. À bạn à, bà xã khoảng chừng 31 hoặc 32. 31, 32 là 70. Con là bao nhiêu? Khoảng chừng 1.5 tuổi, 2 tuổi. Là 74. 74. Bạn Thanh Kim Huệ, bạn đoán xem Ngân Tuấn là bao nhiêu? Cỡ chừng khoảng 40. Vợ là bao nhiêu? Chắc 28, 29. Là 68. Con? Con khoảng 2 tuổi. 2 là 70 rồi. Một con số rất gần với nhau, 70 hoặc 71 gì đó, vòng vòng ngay đó thôi. Đợi em gọi điện về cho ổng coi. Thôi. Không được gọi điện. Khán giả hãy tư vấn cho ba thí sinh số mấy? 1, 2, 3. 72, 73. Kim Phụng và Thanh Huệ là 68. Xin mời Nhật Trung. 68 luôn. Rồi xin mời chị Kim Phụng thay đổi. 70, 70. Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ là 67. 67, 68, 70. Xin mời anh Ngân Tuấn hãy cho khán giả biết anh và vợ cùng với con là bao nhiêu? Trễ giờ Ngân Tuấn rồi, hãy đi diễn. Bây giờ Ngân Tuấn phải đáp án liền. Đây là bà xã Ngân Tuấn, 33 tuổi. Còn Ngân Tuấn, 40 tuổi. Còn Linda, công chúa của Ngân Tuấn, 2 tuổi. Tổng số tuổi là 75. 75 tuổi. Nhật Trung đoán 68. Và chúng ta sẽ chúc mừng ai đây, chia tay với ai đây? Bạn sẽ nhận được giải thưởng là 2 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Bây giờ thì Trung suy nghĩ gì? Chia tay hả? Phải chia tay thôi, cuộc vui nào cũng sẽ tàn thôi. Em đời ghế thôi chứ sao. Và xin chúc mừng chị. Hy vọng mình có quyền hy vọng và mơ ước những hoài bão của mình có đôi khi sẽ trở thành hiện thực. Và chúc mừng cho chị Kim Phụng, chị đã bước vào vòng đặc biệt với nhiệm vụ là làm cổ động cho bạn Nhật Trung. Xin chúc mừng cho Nguyễn Nhân Trung, nghệ danh là nghệ sĩ Nhật Trung, đã đến với vòng đặc biệt của chương trình chúc mừng sinh nhật. Và ngay bây giờ, cơ hội nhận lấy 50 triệu đồng đang trong tầm tay của bạn. Con heo vừa vừa 37. À, may quá anh nhớ, nhưng tưởng đâu con heo cộng. Bạn sẽ quay 3 vòng quay. Tổng số điểm cộng lại là 37, bạn sẽ nhận được 50 triệu. Và bây giờ, bạn sẽ đến với vòng quay đầu tiên. Nếu như vòng quay đầu tiên bạn vào con số 3 hoặc con số 7, bạn sẽ nhận được giá trị tiền thưởng của chương trình là 1 triệu đồng. Xin mời bạn, vòng quay đầu tiên bắt đầu. Bạn ước mơ rất đơn giản, một tô cơm nguội, mắm quẹt. Và bạn quay cũng rất đơn giản, nhẹ nhàng, chỉ cần một cái phất tay thôi. Bánh kem sinh nhật đã quay rất nhẹ nhàng và rất từ từ. Đó là tính cách của bạn. Nhưng bước lên sân khấu, bạn là một người rất là năng động. Số 1, số 3. Qua tới 2 số rồi. Nếu như bạn nhẹ nhàng lại chút xíu thôi là bạn đã nhận được 1 triệu đồng rồi. Không vấn đề gì, bạn vẫn còn 2 vòng quay nữa. Bây giờ bạn sẽ tiếp tục quay vòng quay thứ 2. Và nếu như dừng lại con số 3 hay con số 7, bạn vẫn nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Xin mời bạn, vòng quay thứ 2 bắt đầu. Nói đây rồi. Số 3 may mắn, số 7 may mắn đây rồi. 1 triệu đồng đây rồi.
Chiếc bánh sinh nhật may mắn của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật luôn luôn đem may mắn đến cho tất cả mọi người. Và biết đâu sẽ đem may mắn đến cho bạn Nhật Trung. Con số 3 hay con số 7 đây? Ồ, nó vô con số 12. Số 12. Quá nhẹ. Cộng lại cũng là 3 vậy, đúng không? Ước gì đừng cộng lại. Bằng 1 bằng mấy điểm? 11. Cộng với lần 2, 12. 23. 23. Bà còn 14. 14. Trên vòng quay chúng tôi có một con số 14. Bà đã quay 2 vòng và tổng số điểm là 23. Bà còn 14. Trên vòng quay có số 14. Chương trình sẽ tặng cho bạn một bảng may mắn chúc mừng sinh nhật. Bà sẽ đặt bất cứ một ô số nào. Và nếu như Kim dừng lại con số 14 hoặc là thẻ may mắn này, bạn sẽ nhận được 50 triệu đồng. Và nếu như bạn nói Quyền Linh ơi, Trung không cần 50 triệu đâu, ước mơ đơn giản của tô cơm cần gì 50 triệu, 30 triệu thôi. Quyền Linh sẽ tặng cho bạn một thẻ may mắn nữa, giá trị sẽ là 30 triệu. Và nếu như ước mơ đơn giản thì Quyền Linh sẽ tặng cho bạn một thẻ may mắn nữa, giá trị tiền thưởng sẽ còn 10 triệu. Và đây sẽ tặng thêm 2 thẻ may mắn, và giá trị còn lại một tô cơm nguội, ống quẹt và những tràng pháo tay thật lớn của khán giả. Bạn sẽ nhận giá trị tiền thưởng là bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu? Dạ. 10 triệu. Đây là 50 triệu. Đây là 30 triệu. Và đây là 10 triệu. Xin mời bạn đặt bất cứ ô nào, ô số nào cũng được. Ngoài số mấy khán giả có thể tư vấn cho Nhật Trung mà? Số 9. Số mấy, số mấy? 11. Số 1. Số 10. Bạn không đổi đúng không ạ? À? Không đổi. Số 8. Số 1 và số 9. Giờ đây thì bạn sẽ quay và nhận được giá trị thưởng là 10 triệu đồng. Nếu như Kim của bánh sinh nhật sẽ dừng lại số 9, số 14, số 1 và số 8. Hồi hộp, căng thẳng. Thôi vậy ta đừng quay nữa. À ha. Mình đừng quay đi. Vẫn còn cơ hội cho bạn. Cơ hội gì? Sẽ có 3 cái hộp trên chiếc bánh sinh nhật rất là dễ thương, rất đẹp. Bạn sẽ chọn bất kỳ một cái hộp nào. Không cần quay, bạn vẫn có nhận giải thưởng trong đó. Giờ em chọn luôn 3 hộp được không? Chọn 3 hộp để chừng nào xong thì tôi cho rằng bạn chọn 3 hộp. Thôi em nghĩ em quay sướng hơn. Quay sướng hơn đúng không? Quay thú vị hơn. Quay phiêu lưu hơn. Ừ, thú vị hơn. Mạo hiểm hơn. Đúng vậy. Khán giả có đồng ý quay không ạ? À? Đúng chưa? Khán giả cũng muốn phiêu lưu cùng với bạn. Bây giờ thì xin mời bạn vòng quay thứ 3 để nhận giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Bắt đầu, xin mời bạn. Nhẹ nhàng, vẫn là phong thái nhẹ nhàng từ tốn. Bạn Nhật Trung đã quay vòng quay thứ 3, cũng là vòng quay cuối cùng của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Giá trị tiền thưởng mà bạn sẽ nhận là 10 triệu đồng nếu như vào những ô có thể may mắn và vào ô số 14. Nhẹ một tí thôi. Vẫn là những nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Cho dù là không may mắn lắm, nhưng mà cũng là rất nhiều niềm vui trong ngày hôm nay dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Câu hỏi dành cho khán giả kỳ này là: đáp án dành cho câu hỏi tuần trước. Và sau đây là danh sách khán giả trúng thưởng. Xin cảm ơn ba thí sinh đã đến với chương trình. Và xin thay mặt cho nhà tài trợ Vinaphone xin tặng cho mỗi người một phần quà, đó là bộ Vinakit trị giá 300.000 đồng, ngoài giải thưởng của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Kính thưa quý vị, chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật được sự phối hợp của công ty Việt Ba Media và Vinaphone tài trợ đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ trên HTV7 vào thứ 6 hàng tuần. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Happy, happy, happy birthday.